Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Nhiếp tông chủ, không biết thánh dược của Vũ Thần Tông rốt cuộc là vật gì? Thánh dược chính là đan dược hỗ trợ tu luyện mà thôi, các ngươi không có sao? Đan dược bình thường sao có thể khiến cho Lam Cung tông chủ để ý đến như vậy? Mặc dù đã bị hắn cướp đoạt đi, người trong lòng khiến mình rất là tức giận, nhưng lợi ích của tông môn mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần giữ được vị trí thiếu tông chủ, nữ nhân như thế nào mà không có? Không biết là nhiếp tông chủ có thể cho ta một phần thánh dược hay không? Ta có thể mua mua của Vũ Thần Tông. Nghe cuộc đối thoại của Nhiếp Ni và Lam Cung tông chủ, Vũ Thần Tông bây giờ nhất định là vì thánh dược mà đã khác xưa rồi. Thiên Âm Thần Tông nhất định cũng là vì thánh dược mà liếm đủ lợi ích. Vô tướng thần thông ta sao có thể thụt lùi được? Tu Minh thiếu tông chủ khách khí rồi, nói ra ta và vô tướng thần tông còn có một vài nguồn gốc. Nguồn gốc gì? Ta có một huynh đệ đang còn tu hành ở vô tướng thần tông, bình thường còn được vô tướng thần tông chiếu cố. Hả? Không biết tên huynh đệ của nhiếp tông chủ là gì? Đoàn Kiếm. Nhưng mà có lẽ hắn cũng ít giao du với bên ngoài. Không biết Tu thiếu tông chủ có nghe nói qua hắn hay chưa? Đoàn Kiếm. Lại là tên biến thái này sao? Thời gian mà Đoàn Kiếm bái vào tông môn không dài, bình thường đều thích một mình, không thích nói chuyện. Vừa mới bắt đầu, các đệ tử còn sợ hãi tên này vài phần, nhưng dần dần bắt đầu xem thường hắn. Ngoại tộc thì hay bị bắt nạt, đối diện với trêu đùa Đoàn Kiếm lại không quan tâm, vẫn luôn nhẫn nhịn, đương nhiên là khiến cho người khác xem là vật dễ bắt nạt. Nhưng có một lần, mấy chục đệ tử trẻ tuổi không có mắt vây quanh Đoàn Kiếm, đồng thời bắt đầu công kích hắn. Ai có thể ngờ được Đoàn Kiếm ra tay không nương tay, mấy chục người toàn bộ đều bị đánh bại tàn nhẫn, bị thương nhẹ nhất cũng là bị gãy gân cốt, thậm chí còn có mấy người suýt chút nữa là mất hết tu vi. Đồng môn tàn sát lẫn nhau, xử chết ngay tại chỗ, đệ tử chịu phạt không khóc gọi cha gọi mẹ, 3 ngày sau khi chịu hình phạt ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Nhưng mà đây có còn là người nữa không? Nhưng mà lúc đó trong đệ tử trẻ đã bị đánh thương, có không ít người có bối cảnh rất nhanh. Bọn họ đã triệu tập mấy chục cao thủ tông môn thay bọn họ ra mặt, nhưng kết cục không thay đổi, lần này không một ai có thể hoàn chỉnh quay về. Trên dưới của vô tướng thần tông đều chấn động, phải biết rằng mấy chục người này không phải chỉ có cao thủ thành danh đã lâu, còn có không ít đệ tử đích hệ của trưởng lão, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Đoàn Kiếm. Bởi vì ra tay quá nặng, Đoàn Kiếm nhất định là phải đối diện với hình phạt 3 ngày. Nhưng chịu phạt lần trước, Đoàn Kiếm vẫn chưa có chút tổn thất nào. Chính là khi các chấp sự thảo luận làm thế nào để trách phạt Đoàn Kiếm, đại trưởng lão đứng ra. Đoàn Kiếm không nhận phải bất cứ trách phạt nào, lại trở thành đệ tử của đại trưởng lão. Đoàn Kiếm lại lần nữa ra sân, là trận chiến thiên tài của tông môn. Trong trận chiến đó, tất cả thiên tài của vô tướng thần tông đều ra tay. Cuối cùng, Đoàn Kiếm lấy được hạng nhất. Dùng một cách khiến người khác phải cạn lời, tất cả đối thủ đều bị một kích đánh ngã. Thậm chí có đối thủ còn dùng bảo khí chém lên trên đầu của Đoàn Kiếm, bảo khí đó lại trực tiếp bị gãy. Quái vật e rằng cũng chỉ có từ này mới có thể hình dung được hắn. May mà không có kết thù với Nhiếp Ni, chưa nói Nhiếp Ni phía sau còn có thế lực thế nào, chỉ dựa vào việc đắc tội với Đoàn Kiếm thế cũng khiến cho người khác đau đầu rồi. Không ngờ Nhiếp tông chủ với Đoàn Kiếm đại ca lại là bằng hữu. Đoàn Kiếm đại ca, Nhiếp tông chủ vẫn không biết sao, Đoàn Kiếm đại ca bây giờ là đệ tử của đại trưởng lão, là thiên tài ưu tú nhất ở trong thế hệ trẻ của vô tướng thần tông chúng ta. Thì ra là như vậy, trong thư Đoàn Kiếm gửi đến đã từng nói là hắn đã bái đại trưởng lão của vô tướng thần tông làm sư phụ, không ngờ đã có danh tiếng lớn như vậy rồi. Nhiếp tông chủ nếu như lúc nào rảnh rỗi,
có thể đến vô tướng thần tông ngồi. Đến lúc đó, ta làm khách sẽ mời Nhiếp tông chủ và Đoàn kiếm đại ca uống trà. Được thôi, được thôi. Phần thánh dược này xem như là quà gặp mặt ta tặng cho Tu thiếu tông chủ. Ồ, một bình thánh dược mà trực tiếp tặng luôn sao? Ta hiểu rồi, tại sao Lam Cung Tiên Lâm thần tông? Lam Cung Tiên Lâm thân là tông chủ, cũng vì những thánh dược này mà mất khống chế như vậy, thậm chí còn bằng lòng lấy mảnh vỡ của vạn tổ kiếm ra để trao đổi. Chỉ dựa vào một phần thánh dược, nghe rằng cũng đủ cho tu vi của cường giả võ thần tông thăng cấp lên 2-3 tầng rồi, thậm chí còn có thể khiến cho Long Đạo Cảnh trực tiếp đột phá đến võ tông rồi. Mỗi một cường giả võ tông có thể đều là sức mạnh cấp chiến lược. Không biết là trong tay của Nhiếp tông chủ còn có bao nhiêu phần thánh dược, có thể bán cho vô tướng thần tông của ta một ít được không? Ngươi lấy cái gì ra để mua của ta? Giống như là Thiên Lâm thần tông, chúng ta bằng lòng dùng mảnh vỡ của vạn tổ kiếm trao đổi. Nhiếp tông chủ có hứng thú với món đồ khác của vô tướng thần tông, chúng ta cũng có thể suy nghĩ.